Mẹo hút chân không thực phẩm mà không cần dùng máy. Bạn muốn hút chân không thực phẩm nhưng chưa mua được máy hút chân không? Đừng lo, mẹo vặt cuộc sống sẽ mách cho bạn mẹo hút chân không thực phẩm mà không cần dùng máy. Hãy cùng theo dõi bài viết sau nhé. Hướng dẫn cách hút chân không thực phẩm không cần máy. Để bảo quản và giữ cho thực phẩm tươi ngon lâu hơn thì cách tốt nhất chính là hút chân không. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng mua cho mình một chiếc máy hút chân không được. Nhưng không phải vì vậy mà không còn cách nào để hút chân không cho thực phẩm. Việc hút chân không thực phẩm tại nhà vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình thực phẩm cần được hút chân không, túi zip vào một chậu nước, hãy làm lần lượt các bước như sau. Bước 1, bạn cho thực phẩm vào túi zip và kéo một phần miệng túi lại. Khi kéo miệng túi thì bạn chừa lại một đoạn khoảng 3 cm nhé. Bước 2, bây giờ thì từ từ thả vào chậu nước, chú ý không thả ngập mà chừa lại phần miệng túi. Trong lúc ngâm nước như vậy, lực của nước sẽ ép hết không khí, trong túi ra ngoài qua đoạn 3cm bạn trừa lại lúc nãy. Bước 3, cuối cùng sau khi không khí đã ra hết thì bạn kéo khóa hoàn toàn miệng túi là xong. Bạn nhìn thử xem, túi nhựa được hút hoàn toàn không khí ra ngoài nhé. Với cách này, bạn có thể sử dụng để hút chân không các loại thực phẩm như thịt cá tươi sống, rau củ quả. Sau khi hút chân không xong thì bạn cứ cho thực phẩm vào tủ lạnh bảo quản, như bình thường. Những lưu ý để thực hiện hút chân không thành công đầu tiên để thực hiện hút chân không thành công bạn cần đảm bảo rằng túi thực phẩm không bị thủng việc này đảm bảo khi hút chân không nước không bị tràn vào đồng thời sẽ đảm bảo tạo được áp lực để ép lượng không khí bên trong đi ra duy nhất một lồ hồng đã chuẩn bị thứ hai hãy đảm bảo rằng bạn đã ngâm túi xuống nước ngập phần thực phẩm và dĩ nhiên bạn cần lưu ý miệng túi phải ở trên mặt nước để tránh nước vào thứ ba lượng nước bạn chuẩn bị phải lớn hơn lượng thực phẩm bạn cần hút để đảm bảo thực phẩm được ngâm ngập trong nước Thứ tư, nước chuẩn bị để ngâm phải luôn là nước lạnh, bởi nước nóng sẽ làm thay đổi cấu trúc và tính chất cảm quan của thực phẩm. Bên cạnh đó, nước nóng còn làm biến chất bao bì túi zip thực phẩm và làm nóng chảy các hợp chất có hại lẫn vào thực phẩm. Hy vọng sau bài viết này bạn có thể bảo quản thực phẩm của mình bằng mẹo hút chân không thực phẩm mà không cần dùng máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn vui vẻ, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu cần mua mũ nón các loại, hãy ủng hộ mình tại hạnhdươngshop.com nhé mến chào và hẹn gặp lại ở các video sau